Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Live, và hôm nay của bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai mới ra mắt ở trên Android của nước ngoài thôi, có tên gọi là Heroic Runs Valiant Rise. Con game này thì anh em có thể tải trực tiếp ở trên Google Play nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con Heroic Runs này. Con game này thì đây chúng ta có phần chọn ngôn ngữ này, thì không có tiếng Việt nha anh em nhé. Chúng ta sẽ có rất nhiều ngôn ngữ, thì mình sẽ chọn tiếng Anh ở đây, không có tiếng Việt. Rồi chúng ta sẽ vào game là xem là cái con Heroic Dragons này nó có gì đặc biệt hay không. Ở đây là mình đang chơi ở máy chủ server EU. Nhìn qua cái đồ họa cái game này nó làm bằng Unity 3D thôi anh em nhá. Chất lượng hình ảnh thì nó sẽ không được quá là chi tiết và sắc nét. Đấy, một cái đồ họa khá là cổ rồi. Nói chung là kiểu đồ họa này thì có cách đây khoảng 4-5 năm rồi. Chúng ta sẽ có 4 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn. Đầu tiên là Warrior. Người còn thấy tạo hình rất là ngầu luôn, mang đậm phong cách thần thoại phương Tây nhá. Chúng ta có những lớp nhân vật Warrior, các bạn để chọn nhân vật dựa trên ngoại hình cũng như là các chỉ số như là Attack này, Dex này, Control này, Survival và Defensive. Đấy. Lớp nhân vật thứ hai chúng ta, ui, kiểu giác như kiểu MU nha anh em nhỉ. Nhìn tạo hình rất là giống mấy nhân vật trong MU nha anh em nhá. Ui, nó có biến hình là thành rồng nữa, nhìn ngầu đét ạ. Mage, pháp sư. Lớp thứ ba, một lớp nhân vật thật sự là mình thấy con game này, cái con Heroic Dragon này nó chịu ảnh hưởng bởi MU dã man luôn ấy, cái phần tạo hình nhân vật. Archer. Đấy, lớp nhân vật cung thủ. Và cuối cùng là một lớp nhân vật Assassin nhá anh em nhá. Đấy, như vậy là cả giới tính nhân vật nó sẽ cố định và các bạn sẽ có hai nam hai nữ. Lớp nhân vật cuối cùng này, wow, đẹp nhỉ. Mình nghĩ là tên nhân vật này sẽ là Assassin anh em ạ. Nhìn rất là rất ra chất. À, Blade Master. Ok, mình sẽ chơi lớp nhân vật này luôn nha, cậu vàng. Tạo hình nhân vật mình thấy là khá là ngầu. À, không tạo được lớp nhân vật này, các bạn chỉ có thể tạo được nhân vật Blade Master này khi mà một trong ba nhân vật còn lại đạt level 300. Oh, wow. Thế mình sẽ phải chơi một trong ba nhân lớp nhân vật này thôi. Có lẽ mình sẽ chơi Mage đi, chơi Pháp sư đi anh em ạ. Đây, rất là tạo hình rất là ngầu luôn. Đây, mình sẽ chơi lớp nhân vật Pháp sư này nhá. Đấy, đánh phép anh em ạ. Đẹp nhờ. Đấy, phần nói chung là phần sâu nhân vật này mình thấy rất là hoành tráng. Tất nhiên là nếu các bạn soi kỹ ra thì đồ họa game này nó sẽ không quá đẹp nhá. Bù lại thì game này nó siêu nhẹ luôn. Rồi, chúng ta sẽ vào game này. Ở đây mình chơi cho biết thôi, mà mình nghĩ là anh em đa phần là chơi con game Heroic Dragons này chơi cho biết thôi. Đây là phần đầu game cốt truyện. Chúng ta sẽ có một cái phần cốt truyện này. Đó, các bạn sẽ chơi theo. Đây. Về cơ bản thì con game này là một con game MMORPG mọi người nhá. Đây, chiến đấu này. Hiện tại thì chưa mở auto nên mình sẽ đánh bằng tay thôi. Đó, các bạn thấy hình ảnh không? Nói chung là không phải là xuất sắc nha anh em nhá, thuộc dạng trung bình thôi. Đồ họa trung bình thôi, cái kiểu đồ họa này thì khá là lâu đời rồi, làm bằng Unity 3D đó. À, sử dụng kỹ năng này. Ui. Kiểu hình ảnh rất thứ rất là hoành tráng luôn. Được cái là cái kiểu với cái kiểu đồ họa này thì nó game nó sẽ rất là nhẹ nhá. Cảm giác game này nó xuất phát từ Trung Quốc anh em ạ. Kiểu gameplay nó rất là chuẩn game Trung Quốc luôn. Hiệu ứng kỹ năng rất là màu mè. Sử dụng kỹ năng giật set này. Ui. Hình như là game này nó sẽ khóa góc nhìn này anh em ạ. Rồi, xong phần đầu game nha. Nếu các bạn chọn cái con game này vì mặt đồ họa ấy, thì mình nghĩ là chưa chắc anh em đã thích đâu. Nhưng mà nếu các bạn không có đòi hỏi yêu cầu quá cao về mặt đồ họa thì đây anh em thấy là những cái hiệu ứng tạo hình nhân vật các thứ nhìn nó rất là rực rỡ và sống động á. Nhiều anh em chỉ cần cái kiểu đồ họa như này thôi. Ui, đây mới con boss chính này anh em này. Ui, nhìn ngầu không? Balrog. Đấy, một con một nhân vật cũng rất là quen thuộc trong thần thoại của phương Tây. Quái vật Barrock. Đấy, chúng ta có 4 kỹ năng này. Dạng game này thì kiểu dạng miến liền thôi anh em ạ. Mình thấy là kiểu như vậy á. Kỹ năng thì nó sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Chủ yếu là kiểu dạng spam skill ấy. Nói chung là gameplay như thế này thì quá là quen thuộc. Và nói thật với anh em là hơi sẽ rất là nhanh nhàm chán nhá. Đặc biệt bạn nào mà hay chơi game nhập vai. Ôi, game này có quả năng biến hình này, các bạn sẽ biến thành rồng. Ảo ma Canada không? Đấy, các bạn sẽ biến thành rồng và sẽ có kỹ năng chiến đấu luôn. Game có tính năng biến hình nhá. Đấy, thật ra nếu bạn như mình đã nói, bạn nào mà chơi game nhập vai nhiều ấy thì sẽ thấy gameplay của chưa cần phải trải nghiệm sâu nha, thì các bạn sẽ thấy cái gameplay của con Heroic Dragons này nó rất là quen thuộc luôn ấy. Rất là giống rất nhiều game của Trung Quốc, xuất xứ từ Trung Quốc luôn. Thế nên mình mới nói là sợ anh em nào mà chơi nhiều ấy sẽ cảm thấy rất là nhanh chán. Bởi vì nó không có gì đột phá, nó cứ lặp đi lặp lại ấy. Ở mà các cái game anh em đã từng chơi ấy. Đấy, thì cái đấy thì tùy mỗi người thôi. Mình gọi là trải nghiệm cho anh em biết thôi. Đây, game này khóa góc nhìn đấy mọi người nhá.
game nó kiểu dạng 2,5D khóa góc nhìn. Mình sẽ không thể zoom gần zoom xa, xoay 360 độ được. Game thì sẽ áp dụng tính năng auto tìm đường, auto chiến đấu các thứ. Các bạn sẽ tập trung nhiều vào việc nâng cấp phát triển và nói cơ bản nó là tăng lực chiến cho nhân vật. Game thì chắc chắn là sẽ có VIP rồi. Rồi, đi làm nhiệm vụ này. Rồi, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ ở đây. Ở đây thì game mình cứ là chơi theo hướng dẫn của game nhá. Active này, sau này hoàn thành thì các bạn sẽ có quả biến hình thành rất là nhiều những con rồng khác nhau anh em ạ. Đó là lý do của tên game này, Heroic Dragons. Thì các bạn sẽ có quả biến hình thành rồng. Đấy, rất là hoành tráng. Đây, các bạn sẽ có rất nhiều con rồng khác nhau nhá. Sau này các bạn có thể thu thập và biến hình. Game thì có VIP nha anh em nhá. VIP, mình không biết là VIP cao nhất là VIP mấy đâu, nhưng mà sẽ có VIP. À đây, mình sẽ xem luôn cho anh em. Xem cho biết thôi, mình nghĩ chả anh em game thủ nào Việt nào mà nạp con game này. Uầy, chắc là phải 20 cấp VIP, 15 cấp VIP anh em nhá. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ này. Ở đây có phần cài đặt, nhưng mà mình nghĩ là kể có chỉnh setting ấy thì đồ họa game này cũng chỉ vậy thôi. Nó sẽ không đẹp lắm đâu vì thì đồ họa nó chỉ như vậy ấy, nên là cũng không có gì quá đặc biệt cả ấy. Đây, đồ họa này, đây, mắt setting rồi. Nó chỉ có vậy thôi anh em. Là bằng Unity 3D khá là lâu đời rồi. Bây giờ muốn đẹp là phải bằng engine Unreal. Đấy. Bây giờ người ta đến UE5 rồi. Các thứ sắp có game, rất là nhiều game UE5 sẽ được cập bến trong thời gian tới nhá. UE4 thì bây giờ quá truyền thống rồi. Đây, à, các bạn sẽ lên level 150 thì sẽ được tặng free VIP 1 anh em ạ. Ok. Rồi. Tiếp tục này. Rồi, chúng ta sẽ lắp vào nhà. Rồi, thu thập. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục này. Đây, các bạn nói chung là mấy cái gói nạp này thì thôi bỏ qua đi anh em ạ. Phải nói là cái con Heroic Dragons này nó học tập từ MU khá là nhiều đấy. Từ phần tạo hình nhân vật các thứ. Kỹ năng này, hệ thống kỹ năng thì khá là ít. Đấy, kỹ năng của nhân vật khá là ít anh em ạ. Dạng game này thì mình đánh giá là dạng game mía liền thôi. Nếu các bạn nào muốn nghịch thử thì có thể nghịch, chứ còn mình nói thật với anh em là nó sẽ không quá là... Bạn nào mà tìm đến muốn có một con game nhập vai có kiểu lối gameplay ấy, nó mới lạ, độc đáo, hấp dẫn thì chắc chắn là cái con Heroic Dragons này nó sẽ không đáp ứng được với anh em nhá. Chúng ta sẽ gọi là trải nghiệm cho biết thôi, chứ còn các bạn thấy đấy, gameplay nó có gì đâu. Ôi, mình bấm nhầm rồi. À, bạn thấy không? Mình lỡ bấm vào một cái tính năng bây giờ là không thoát ra được này. Đấy, game nó cũng có sự lỗi. Đây, mình ấn vào mấy con rồng. Mấy con rồng thì tạo hình thì rất là ngầu nhá, rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ active. À, con rồng đầu tiên chúng ta sẽ có phần biến hình đúng không? Đấy, game này chỉ đặc biệt ở cái phần biến hình của con rồng thôi. Level 27. Hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có biến hình. Cách chơi thực sự là mình không cần phải biết tiếng Việt cũng có thể chơi được nhá. Đây, các cái kỹ năng nó mở theo cấp độ này. À, cái này nâng cấp kỹ nhanh, nâng cấp nhanh kỹ năng. Level 20 thì sẽ có kỹ năng tiếp theo. À, gameplay đơn giản lắm anh em. Auto mặc định rồi. Quan trọng là cái chỉ số power, tức là lực chiến của nhân vật mà thôi. À, sau này thì game sẽ có phần trang bị rồi cánh cùng này nọ, đúng không? Thật ra như với cậu vàng ấy thì con game này không có gì đặc biệt thật, nhưng mà tùy mỗi người thôi. Có thể bạn nào thích thì có thể nghịch thử con game này và nó tải trực tiếp ở trên Google Play luôn, không cần phải fake VPN, đổi store hay là cài file APK bên ngoài, mà các bạn tải trực tiếp con Heroic Dragons này luôn. Đấy, đây là một cái ưu điểm là các bạn có thể tải trực tiếp ở trên Google Play, còn iOS thì không có nhá. Bạn nào không có máy Android thì nếu muốn chơi thì phải chơi bằng giả lập thôi, giả lập Android ở trên máy tính. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Nhìn chung thì mình cũng chưa, thật sự anh em là không có gì nhiều để giới thiệu cho anh em về cái con Heroic Dragons này đâu. Cơ bản là một con game MMORPG lấy chủ đề fantasy phương Tây. Thì bạn nào mà quan tâm thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải và nghịch thử con game này xem sao. Đây, chúng ta sẽ đánh boss. Đấy, được cả đây, mấy con game này tạo hình mấy con boss rất là ngầu luôn anh em nhá. Vargas. Đây, một con boss tên là Vargas. Tất nhiên là những cái con boss ban đầu này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, sau này nó sẽ khó hơn, buộc anh em phải tăng lực chiến.
Đấy, các tính năng thì nó sẽ mở mở dần dần theo cái cấp độ của người chơi, đầy đủ các hoạt động luôn, PvE, PvP, sunbot đầy đủ luôn, thì các bạn không lo thiếu nhá. Chẳng qua là các hoạt động này thì nó lặp từ các game khác nên là không có gì mới cả. Cảm ơn em đã theo dõi video này của cậu Vàng nha. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Life. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.